Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung các phóng sự sẽ phát sóng trong chương trình truyền hình từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12 năm 2016. Để phòng chống hạn chế sự phát triển của dịch bệnh HDVS trong toàn tỉnh, thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh, đặc biệt là Trung tâm phòng chống HDVS tỉnh đã tăng cường các biện pháp điều trị, đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người nhiễm để sống khỏe mạnh, từ đó giảm nguy cơ lây truyền HDV cho người khác. Phóng sự Vĩnh Phúc nỗ lực hướng đến mục tiêu kết thúc dịch HDVS phát sóng lúc 20 giờ 45 phút ngày 13 tháng 12 năm 2016 sẽ phản ánh nội dung này. Nhằm từng bước khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, những năm qua, tỉnh ta luôn quan tâm xây dựng, mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Điều này đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp và tăng giá trị sản xuất của ngành trồng trọt trong cơ cấu nông nghiệp. Phóng sự, phát triển vùng sản xuất cây hàng hóa tập trung phát sóng lúc 20 giờ 45 phút ngày 14 tháng 12 năm 2016 sẽ phản ánh nội dung này. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập đã mở ra một trang mới trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp đối ngoại của đất nước nói chung và của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Phóng sự Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 5 năm xây dựng và phát triển phát sóng lúc 20 giờ 45 phút ngày 15 tháng 12 năm 2016 sẽ phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn đón xem.